Trong cuộc sống chúng ta muốn thay đổi theo hướng tích cực thì luôn luôn nhớ bốn phép tính này của cuộc đời. Thứ nhất, nếu bạn muốn thật giàu có, phải giỏi phép tính nhân, đó chính là nhân bản, nhân cách, nhân từ. Thứ hai, nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, nhiều người yêu quý, nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính chia, đó chính là chia sẻ. Đừng biết mà giữ cho riêng mình. Thứ ba, nếu bạn muốn làm được những gì mình muốn, hãy dùng phép tính cộng, đó chính là cộng tác, hợp tác với những người xung quanh. Và cái cuối cùng, nếu bạn muốn làm mới để thay đổi, phải bỏ đi những thói quen cách làm cũ, hãy dùng phép tính trừ, đó chính là buông bỏ. Điều này rất là khó, nhưng các bạn sẽ làm được. Thành thạo bốn điều trên, bạn sẽ trở thành một người xuất sắc. Và hãy luôn nhớ điều này: nhân chia trước, cộng trừ sau. Cuối cùng, hãy đơn giản hóa cuộc sống của chính bạn. Đừng quên học đi đôi với hành. Và thực hành phải luôn đi trước lời nói. Cứ làm tốt những điều trên, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi.